Bổ thận Kanka được sự công nhận của Viện Nghiên cứu Quốc tế, được sự tín nhiệm và giới thiệu đề cử của giáo sư khoa dược Yoshikawa Masayuki đến từ trường đại học Kyoto, giáo sư khoa dược Murakao Samu của giới y dược tự nhiên và giáo sư khoa dược trường đại học Kindai công nhận về hiệu quả lâu dài khi sử dụng. Sản phẩm bổ thận Kanka được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn ISO 9001, chứng nhận OCIA, chứng nhận SQF, GMP. Tất cả các khâu từ sơ chế, sao tầm, sản xuất, đóng gói, bảo quản đều được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn khắt khe, từ đó giúp tích lũy tối đa các hợp chất của dược liệu trong viên nang tiện lợi, dễ hấp thu. Đối tượng sử dụng là những người suy giảm chức năng sinh lý, người ốm yếu, cơ thể suy nhược, người làm việc căng thẳng, người vận động thể thao, cần tăng cường năng lực. Đối với những ai thích uống nước đá lạnh, uống bia rượu, thức khuya và có những thói quen không tốt gây tổn hại đến cơ thể và gân cốt, nếu sử dụng Kanka sẽ có thể nâng cao năng lượng hoạt tính, hồi phục tế bào bị tổn thương. Sở hữu những công dụng vượt trội giúp duy trì chức năng sinh lý nam giới, bổ thận Kanka hiện đang được giới chuyên gia đánh giá rất cao và trở thành một trong những sản phẩm chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kanka thì nó cũng có những cái thảo dược chủ yếu như là sâm Tây Bà Lê Á, nhân sâm, cao ly, rồi sâm cao, rồi cái nhục thông dung. Thì như vậy là khi mà cái sản phẩm này sử dụng thì nó có tác dụng tăng cái sức khỏe tổng thể, đồng thời nó cũng cải thiện được cái sức khỏe sinh sản. Sau một lần đọc báo thanh niên ấy, thì thấy trong bài báo ấy có một viết về một cái sản phẩm bổ thận Kanka đến từ Nhật Bản, nên là anh càng tin tưởng hơn ấy, khi sản phẩm đến từ Nhật Bản, quyết định mua một hộp để về dùng thử. Thì sau ngày đầu tiên dùng thử, cảm giác là nó không còn mệt mỏi như những ngày thường nữa. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Công ty dược phẩm CTRBO Nhật Bản là đơn vị sáng chế nổi tiếng tại Nhật Bản, nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực sức khỏe. Đây cũng là đơn vị có nhiều thành tựu trong nghiên cứu sinh học, chuyển hóa thành dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm CTRBO đã liên kết với trường đại học Kindai sáng chế ra thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ thận Kanka, được chiết xuất từ các dược liệu quý như nhục thung dung, sâm Brahman Ấn Độ, sâm Rhodiola Tây Tạng, sâm cao ly Hàn Quốc, sâm Acanthopanax Siberia, có công dụng tráng dương, bổ tinh huyết, bổ thận, tăng cường sinh lý, chống mệt mỏi. Kanka trở thành nhãn hiệu bảo vệ sức khỏe nam giới nổi tiếng trên toàn thế giới. Sản phẩm đã nhận được sự chào đón và yêu thích tại rất nhiều quốc gia. Trước khi tiến vào thị trường Việt Nam, chúng tôi đã mở một cuộc điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng. Tại Việt Nam, có hơn 200 nhãn hiệu bảo vệ sức khỏe dành cho nam giới. Nhưng sau khi tiến hành nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nhãn hiệu bảo vệ sức khỏe nam giới đem lại cảm nhận không tốt sau khi sử dụng. Rất nhiều nam giới sau khi sử dụng đều có cảm giác cơ thể trẻ trung đầy sức sống. Sức mạnh mà sản phẩm này mang lại chính là sức mạnh của thời tuổi trẻ, chứ không phải sức mạnh đi vay mượn từ bên ngoài. Hiện nay có rất nhiều các sản phẩm tăng cường sinh lý nam bán trên thị trường. Nhiều người mong muốn đạt hiệu quả nhanh nên đã lựa chọn nhiều những sản phẩm cung cấp nội tiết tố testosterone trực tiếp vào cơ thể. Điều này sẽ làm tăng lượng testosterone ngoại sinh vào cơ thể nhưng lại làm giảm lượng testosterone nội sinh. Vì thế nên sử dụng các sản phẩm hỗ trợ có nguồn gốc rõ ràng và đã được công bố an toàn để đảm bảo chất lượng cuộc sống sinh lý cũng như sức khỏe tốt hơn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.